Chương 104 Trở về nước đẹp. Giê-xu cùng với các tông đồ của người băng qua các cánh đồng bằng của nước đẹp. Hôm nay trời mưa và nơi này vắng ngắt. Lúc này khoảng trưa, vì một chút mặt trời thỉnh thoảng ló ra qua lớp màn, mây dày chiếu xuống thẳng góc. Giê-xu nói với Iscariot, người bảo ông vào xóm mua những thứ tối cần. Khi người đi một mình, Andre đến với người vẫn luôn rụt rè. Ông nói nhỏ nhẹ, thầy nghe con không? Ừ, hãy đi với thầy, chúng ta bước. Và người nhanh chân, vị tông đồ theo sau, để đi cách ra vài mét với những người khác. Thưa thầy, người đàn bà không còn ở đó. Andre đau khổ nói, và ông cắt nghĩa. Họ đã đuổi bắt bà, và bà đã chạy trốn. Bà đã bị thương và chảy máu. Người quản lý đã nhìn thấy. Con đã đến trước khi con nói rằng con đi trước để xem có cạm bẫy gì không. Nhưng là vì con muốn tới tìm bà ngay. Con hy vọng dẫn bà về với ánh sáng biết bao. Trong những ngày này, con đã cầu nguyện biết bao với ý chỉ này. Bây giờ bà trốn đi, bà sẽ hư mất. Nếu con biết bà ở đâu, con sẽ đến với bà. Con không nói với những người khác, nhưng nói với thầy, vì thầy hiểu con. Thầy biết không, có tình cảm trong sự tìm kiếm này, chỉ có sự ước ao. Ôi, rất lớn, tới nỗi nó hành hạ con, dẫn đưa một người chị em về phần rỗi. Thầy biết, Andre, và thầy bảo con, mặc dầu tất cả những gì xảy ra, sự ước ao của con sẽ nên tròn. Lời cầu nguyện trong ý chỉ này không bao giờ bị mất. Thiên Chúa sẽ dùng nó và bà sẽ được cứu. Thầy nói vậy. Ôi, sự đau đớn của con thấy dễ chịu đi hơn. Con không muốn biết bà sẽ ra sao. Con không lo, vì không được là chính kẻ đã dẫn bà ta về với thầy. Con không tự hỏi bà ta sẽ làm thế nào? Giê-xu cười êm đềm, với một ánh chớp trong đôi ngươi xanh. Người nghiêng xuống trên người môn đệ, đang bước bên cạnh người. Người có nụ cười và cái nhìn, là một trong những bí mật của Giê-xu, để chinh phục các con tim. Andre nhìn người, bằng đôi mắt nâu êm đềm của ông và nói, con chỉ cần biết là bà ta đến với thầy, rồi con hay một người nào khác thì có sao đâu. Bà ta làm thế nào? Điều đó thầy biết và con không cần biết. Con có tất cả trong việc thầy đã bảo đảm với con và con sung sướng. Giê-xu quàng tay quanh vai ông và kéo ông lại với người trong cái ôm yêu thương, khiến ông Andre tốt lành như xuất thần. Người giữ ông như vậy và nói, đó là đặc tính của người tông đồ thật. Bạn thầy, con thấy đời con và đời các tông đồ tương lai sẽ phải như vậy. Đôi khi các con cứu và các con biết các con là người cứu, nhưng thường hơn là các con sẽ cứu mà không biết những người mà các con muốn cứu nhất. Chỉ có khi về trời, các con mới thấy ra đón các con, hoặc thấy lên trời những người mà các con đã cứu. Và niềm vui hạnh phúc nhất của các con sẽ gia tăng với mỗi người được cứu. Đôi khi các con biết, ngay từ ở trên trái đất này, đó là niềm vui thầy cho các con, để khuyến khích các con hăng hái hơn cho những cuộc chinh phục mới. Nhưng hạnh phúc cho vị linh mục không cần sự kích thích như vậy để làm bổn phận riêng của họ. Phúc cho kẻ không buồn vì họ không nhìn thấy thắng trận, và kẻ không nói, tôi không làm nữa vì tôi không được thỏa mãn. Sự thỏa mãn của người tông đồ coi như đó là sự khích lệ duy nhất để làm việc,
chứng tỏ rằng vị tông đồ thiếu đào tạo đã hạ việc tông đồ là một việc siêu nhiên, xuống ngang hàng với một việc loài người thông thường. Đừng bao giờ rơi vào tà thần của sứ mạng. Không phải các con là người phải được thờ lại, nhưng là Chúa, Thiên Chúa các con, cho một mình người vinh quang của những kẻ được cứu chuộc. Cho các con là công việc lo phần rỗi, trong khi chờ tới thời kỳ ở trên trời sự vinh quang được làm người cứu. Nhưng con đã nói với thầy là ông quản lý đã thấy bà ta. Hãy kể cho thầy đi. 3 ngày sau khi chúng ta đi, các Pharisêu đã đến đây để tìm thầy. Đương nhiên là họ không tìm thấy chúng ta. Họ đi vòng quanh trong xóm và các nhà ở miền quê, nói là họ cần gặp thầy gấp, nhưng không ai tin họ. Họ liền ở trong quán trọ sau khi đã đuổi hết những người ở đó đi, nói rằng họ không muốn giao tiếp với những người lạ không quen biết, vì những người này có thể phạm tục hóa họ. Mỗi ngày họ đều tới nhà. Sau vài ngày, họ tìm thấy kẻ tội nghiệp. Bà vẫn tới, vì bà hy vọng tìm thấy thầy và được bình an của thầy. Họ đã làm bà chạy trốn. Họ đuổi bà tới chỗ trú của bà trong chuồng súc vật của người quản lý. Họ không tấn công bà ngay, bởi vì ông ta với các con trai ông cầm dùi côn ra. Nhưng rồi buổi chiều, khi bà ra ngoài, họ trở lại với những người khác nữa. Khi bà tới phong tên, họ đã ném đá bà và gọi bà là con đí, trong khi giơ tay xỉa xói bà, để cho người trong xứ khinh dè bà. Nhưng vì bà chạy trốn, họ đến chỗ bà, ngược đãi bà, giật von và áo khoác của bà, để mọi người thấy bà. Họ đã đánh bà, lấy quyền của họ để ép buộc ông trưởng giáo đường nguyền rủa bà và cho ném đá bà, và nguyền rủa thầy là người đã đem bà tới xứ. Nhưng ông ta không muốn làm, nên bây giờ ông chờ đợi sự trục xuất của đại pháp đình. Người quản lý đã giật bà khỏi tay những tên vô lại này và cứu bà. Nhưng đêm hôm đó bà bỏ đi, để lại một chiếc lắc với một lời trên một mảnh giấy da. Bà đã viết: "Cảm ơn, xin cầu nguyện cho tôi." Người quản lý nói bà ta rất trẻ và rất đẹp, mặc dầu rất xanh xao và gầy. Ông đã tìm bà khắp miền quê vì bà bị thương nặng, nhưng ông không tìm thấy bà. Ông không biết làm sao bà có thể đi xa. Có lẽ bà đã chết ở một nơi nào đó mà không được cứu. Không. Không, bà không chết, bà không hư mất. Ý muốn được cứu chuộc đã là sự xá giải. Dù bà chết, bà sẽ được tha, vì bà đã tìm đấng chân lý, giày đạp đứa sai lầm dưới chân. Nhưng bà không chết, bà đang trèo những sườn dốc đầu tiên của núi cứu chuộc. Thầy thấy bà cúi gù dưới nước mắt sám hối. Sự đau khổ của bà càng lúc càng mạnh, trong khi gánh nặng của bà nhẹ dần. Thầy thấy bà đi gặp ánh sáng. Khi bà sẽ trèo lên hết các sườn dốc, bà sẽ ở trong vinh quang của mặt trời Thiên Chúa. Bà đang lên, hãy giúp bà bằng lời cầu nguyện của con. Ôi Chúa của con, Andre hầu như ngây ngất vì có thể giúp một linh hồn tự giải thoát. Giê-xu mỉm một nụ cười êm đềm nhất. Phải mở cánh tay và con tim ra cho ông trưởng giáo đường bị bắt hại, và tới chúc lành cho người quản lý. Chúng ta đi lại với các bạn và nói vậy với họ. Họ đi ngược lại quãng đường đã đi và đến với 10 người đã dừng lại cách một khoảng, vì họ hiểu Andre nói chuyện bí mật với thầy. Ngay lúc đó thì Judah chạy quả tốc tới. Ông giống như một con bướm khổng lồ đang bay trên đồng cỏ, vì ông phóng nhanh, áo khoác bay phất phới ở đằng sau, trong khi ông tấn công trong một trận chiến thật sự bằng các dấu hiệu.
Phê Rô hỏi. Nhưng anh ta làm sao? Anh ta điên. Trước khi một ai có thể trả lời cho ông, thì Iscariot tới khoảng đủ gần để nói. Ông vừa thở dốc, vừa kêu. Dừng lại thầy ơi! Hãy nghe con trước khi vào nhà, có cạm bẫy. Ôi, hèn chừng nào! Và ông chạy, ông đã tới nơi của nhóm. Ôi, thầy ơi! Ta không thể ở đây nữa. Các Pharisêu ở trong xóm, và mỗi ngày họ đều tới nhà. Họ chờ thầy để làm hại thầy. Họ đuổi những người đến tìm thầy. Họ làm người ta sợ bằng những lời nguyền rủa kinh khủng. Thầy muốn làm gì? Ở đây, thầy sẽ bị bắt hại và công việc của thầy sẽ bị vô hiệu hóa. Một người trong số họ đã tấn công con. Một tên hèn có mũi bự. Hắn biết con vì đó là một luật sĩ của đền thờ. Cũng có các luật sĩ. Hắn tấn công con bằng cách cào con, chửi rủa con bằng các giọng chim ưng của hắn. Hắn đã rủa xả con và cào con quá trời. Thầy coi. Và ông chìa cho thấy cổ tay và một bên má có những vết móng tay rõ ràng. Con đã để hắn làm, nhưng khi hắn chửi rủa thầy, con liền nắm lấy cổ áo hắn. Nhưng Judas. Giê-xu kêu lên. Không, thưa thầy, con đâu có siết cổ hắn. Con chỉ ngăn cản hắn phạm thượng đến thầy, rồi con để hắn đi. Bây giờ hắn ta đang ở đó, chết khiếp vì sự nguy hiểm hắn đã thoát. Nhưng chúng ta, con xin thầy, rút lui đi thầy. Và lại, không ai có thể đến với thầy nữa. Thầy... sợ thật. Judas có lý. Chúng rình như những con linh cẩu. Hỡi lửa trời đã xuống trên Sodoma, sao ngươi không trở lại? Nhưng này cậu bé, cậu có biết rằng cậu đã rất dũng cảm không? Tiếc là tôi không ở đó. Nếu có, tôi đã giúp cậu một tay. Ôi Phêrô, nếu anh ở đó, thì con chim ưng nhỏ này sẽ mãi mãi bị trụi lông và mất tiếng kêu. Nhưng anh đã làm sao để không đi tới cùng? Đó hẳn là một tia sáng trong trí khôn tôi. Một tư tưởng đã đến với tôi. Tôi không biết từ chiều sâu nào của con tim. Thầy kết án bạo động và tôi dừng lại. Điều đó làm cho tôi bị một cú mạnh hơn là sự va chạm vào tường mà tôi đã bị khi tên luật sĩ tấn công tôi. Tôi hầu như bị đứt cân, tới nỗi tôi không còn sức để đập. Thật là gay go để tự thắng. Anh đã thực sự rất dũng cảm, phải không thầy? Thầy không nói tư tưởng của thầy. Phêrô rất sung sướng về cách cư xử của Judas, tới nỗi ông không thấy khuôn mặt Giê-xu đã thay đổi. Từ vẻ mặt rạng rỡ lúc trước tới vẻ mặt nghiêm khắc đã làm cho cái nhìn của người tối sầm lại. Người mím môi làm cho nó có vẻ mỏng hơn, rồi người mở nó ra và nói: Thầy nói với các con rằng thầy ghê tởm lối suy nghĩ của các con hơn là lối sống của các người Do Thái. Họ là những kẻ thất sủng, sống trong tối tăm, còn các con ở với ánh sáng, mà các con khắc nghiệt, ưa báo thù hay cằn nhằn, hung bạo, các con cũng chấp nhận sự tàn bạo như họ. Thầy nói rằng, các con cho thầy bằng cớ để thấy rằng các con vẫn còn như khi thầy gặp các con lần đầu. Thầy cảm thấy đau đớn vì vậy. Với những điều có liên quan tới các Pharisêu, các con biết rằng Giê-xu, Đức Kitô không trốn. Các con hãy rút lui, thầy đi đối đầu với họ. Thầy không phải kẻ hèn. Một khi thầy đã nói với họ mà không thuyết phục được họ, thì thầy sẽ rút lui. Người ta sẽ không nói được rằng thầy đã không làm hết cách để lôi kéo họ về với thầy. Họ cũng là các con cái Abraham. Thầy làm bổn phận của thầy tới cùng. Sự luận phạt của họ chỉ đến duy nhất bởi ý muốn xấu của họ, chứ không phải vì sự chỉnh mãn của thầy đối với họ. Và Giê-xu đi về căn nhà mà họ đã nhìn thấy mái thắt ở bên kia hàng cây trơ trụi. Các tông đồ đi theo, cúi đầu
nói nhỏ với nhau. Đây, họ đã ở trong nhà. Họ lặng lẽ vào trong nhà bếp và lăn xăn quanh chiếc lò. Giê-xu trầm mặc trong tư tưởng của người. Họ sắp sửa dùng bữa, thì một nhóm người xuất hiện ngoài cửa. Họ đó. Iscariot lẩm bẩm. Giê-xu đứng dậy ngay và ra với họ. Người rất quay nghiêm tới nỗi nhóm người lùi lại một lát. Nhưng lời chào của Giê-xu làm họ vững dạ. Bình an cho các ông. Các ông muốn gì? Lúc đó, các tên hèn tin là có thể dám làm tất cả và ra lệnh cho người một cách xuất sượt. Nhân dân lệ luật thánh, chúng tôi truyền cho ông phải rời khỏi nơi này. Ông là kẻ làm sao xuyến các tâm hồn, vi phạm lệ luật, làm mất sự yên tĩnh của thành Giu-đê. Ông không sợ sự trừng phạt của trời. Ông bắt chước vị công chính, đã làm phép rửa ở sông Giô-đan. Ông bảo vệ các gái điếm. Hãy rời khỏi đất thánh của Giu-đê, để hơi thở của ông không lọt vào tới nội khu thần thánh. Tôi không làm gì xấu. Tôi giảng dạy như một rabbi. Tôi chữa bệnh như một nhà thần thông. Tôi xua đuổi ma quỷ như người trừ tà. Tất cả những loại người này cũng có ở Giu-đê. Và Thiên Chúa muốn họ được trọng và tôn kính bởi các ông. Tôi không xin các ông sự tôn kính. Tôi chỉ xin các ông để cho tôi làm việc lành cho những kẻ có khuyết tật trong thân xác, trong đầu óc, trong tâm hồn. Tại sao các ông lại cấm tôi? Ông là tên quỷ ám. Cút đi! Chửi rủa không phải là câu trả lời. Tôi hỏi, tại sao các ông cho phép những người khác? Bởi vì ông là kẻ bị quỷ ám. Ông xua đuổi ma quỷ và làm phép lạ với sự giúp đỡ của ma quỷ. Vậy còn các người trừ tà của các ông, với sự giúp đỡ của ai mà họ làm? Bởi đời sống thánh của họ. Ông là kẻ tội lỗi, và để gia tăng sức mạnh của ông dùng các gái điếm. Vì sự phối hợp với các nàng làm gia tăng quyền lực của sức mạnh ma quỷ. Sự thánh thiện của chúng ta đã thanh tẩy khu vực cho khỏi kẻ đồng lõa với ông. Nhưng chúng ta không cho phép ông ở lại đây để lôi kéo những đàn bà khác. Nhưng căn nhà này thuộc về các ông sao? Phê-rô hỏi. Ông đã tới gần thầy với điệu bộ không mấy vững dạ. Không phải nhà của chúng tôi, nhưng toàn thể Giu-đê và tất cả Israel đều ở trong bàn tay thánh của những người Israel chính tông. Tức là các ông. Giu-đa kết thúc. Ông đã tới ngưỡng cửa và phát ra một tràng cười mỉa mai. Rồi ông hỏi. Còn ông kia, bạn của các ông ta đâu? Xấu hổ cho các ông. Cút hết đi, và ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ làm cho các ông phản hối vì... Nín đi, Giu-đa. Và con, Phê-rô, hãy trở về chỗ của con. Hãy nghe đây, các ông Pha-ri-siêu và luật sĩ, vì sự lành của các ông, vì thương linh hồn các ông, tôi xin các ông đừng giao chiến với ngôi lời của Thiên Chúa. Hãy đến với tôi. Tôi không ghét các ông. Tôi hiểu tâm tính của các ông và tôi tiếc. Nhưng tôi muốn dẫn các ông tới một tâm tính mới. Thánh, có khả năng thánh hóa các ông và cho các ông nước trời. Các ông nghĩ rằng tôi đến để chiến đấu với các ông sao? Ồ không, tôi đến để cứu các ông. Chính vì điều đó mà tôi đến. Tôi ôm các ông trên trái tim tôi. Tôi xin các ông tình yêu và sự thông cảm. Chính vì các ông là những người thông thái nhất trong Israel, các ông phải hiểu sự thật hơn mọi người. Hãy là linh hồn, chứ đừng là thân xác. Các ông muốn tôi quỳ gối để năn nỉ các ông. Vật tranh giành là linh hồn các ông. Nó cao quý tới nỗi tôi đặt mình dưới chân các ông để chiếm được nó cho nước trời. Chắc chắn rằng
cha sẽ không nhìn sự hạ mình của tôi như một sai lầm. Hãy nói đi, hãy nói với tôi một lời, tôi chờ. Khốn kiếp, đó là lời chúng tôi nói. Được rồi, lời đã nói. Vậy hãy đi đi, tôi cũng sẽ đi. Và Giê-xu quay lại, trở về chỗ của người. Người gục đầu trên bàn và khóc. Bartolomeo khép cửa lại, để không ai trong những kẻ độc ác thấy những nước mắt này. Họ đã chửi rủa người và ra đi với những đe dọa và phạm thượng chống lại Đức Kitô. Một im lặng dài, rồi Giacobbe Anphê vuốt tóc Giê-xu của ông và nói: Đừng khóc, chúng con yêu Thầy, thay cho cả họ nữa. Giê-xu ngửa mặt lên và nói: Không phải Thầy khóc cho Thầy, nhưng cho họ, những kẻ tự sát, như điên, trước hết mọi lời kêu mời. Chúng ta sẽ làm gì đây, Chúa? Giacobbe, Zebedê hỏi. Chúng ta sẽ đi Galilee. Sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành. Không đi hôm nay sao, Chúa? Không. Thầy phải đi chào những người tốt ở đây. Các con sẽ đi cùng với Thầy. Chương 105. Một môn đệ mới khởi hành đi Galilee. Lạy Chúa, con chỉ làm bổn phận của con đối với Thiên Chúa, đối với ông chủ của con và đối với lương tâm của con. Người đàn bà này, con đã canh chừng bà trong suốt thời gian bà là khách của con, và con thấy bà luôn luôn ngay thật. Nếu trước kia bà đã là một tội nhân, bây giờ bà không vậy nữa. Tại sao con lại phải tìm hiểu về một quá khứ mà bà đã xóa đi và hủy bỏ? Con có những đứa con trai còn trẻ và không thô lỗ. Bà không bao giờ cho thấy khuôn mặt thực sự đẹp của bà, cũng không bao giờ cho nghe tiếng bà. Con có thể nói rằng con đã nghe thấy âm thanh của tiếng nói trong như bạc của bà khi bà kêu vì các vết thương. Ngoài ra, về rất ít điều mà bà hỏi, và luôn luôn là với con hay với vợ con, bà chỉ thì thầm sâu toan và rất nhỏ nhẹ tới nỗi người ta khó hiểu. Thầy cũng thấy bà ta thận trọng chừng nào. Khi bà sợ rằng sự hiện diện của bà có thể gây phiền phức thì bà đi. Con đã hứa bảo vệ bà và giúp bà, nhưng bà không ỷ y vào đó. Không, đó không phải là lối hành động của đàn bà hư hỏng. Con sẽ cầu nguyện cho bà như bà xin, dù không có cái kỷ niệm này. Xin Chúa cầm lấy đi, hãy dùng làm của bố thí, vì lợi ích thiêng liêng của bà được làm bởi Thầy. Chắc chắn nó sẽ cho bà bình an. Người quản lý nói với Giê-xu một cách kính cẩn. Đó là người đàn ông đẹp, khuôn mặt thật thà, thân mình mập. Đằng sau ông là 6 cậu con trai trẻ, rất giống cha của họ. 6 khuôn mặt ngay thẳng và thông minh. Bà có bà vợ, một người đàn bà nhỏ, thanh bai và rất dịu dàng. Bà nghe ông chồng bà nói, chưa nghe một vị thần không ngừng gật đầu xác nhận. Giê-xu cầm chiếc lắc vàng đưa cho Phê-rô và nói: Để cho người nghèo. Rồi người quay lại với người quản lý. Không phải mọi người trong Israel đều nghe thẳng như ông. Ông khôn ngoan vì ông biết phân biệt điều tốt, điều xấu, và ông theo điều tốt, hoàn thành nó mà không nghĩ tới lợi ích loài người. Nhân danh Thiên Chúa Cha, Thầy chúc lành cho ông, cho các con ông, cho vợ ông,
cho nhà cửa ông. Hãy luôn luôn giữ mình trong sự sẵn sàng thiêng liêng này. Chúa sẽ luôn luôn ở với các con, và các con sẽ được sống đời đời. Bây giờ thầy đi, nhưng không phải là chúng ta không bao giờ gặp lại nhau. Thầy sẽ trở lại, và các con có thể luôn luôn đến với thầy. Với tất cả những gì các con đã làm cho thầy, và cho kẻ khốn nạn đó, xin Thiên Chúa ban bình an của người cho các con. Người quản lý, các người con, và sau cùng là bà vợ, quỳ gối hôn chân Giê-xu. Sau cử chỉ chúc lành sau cùng, người rời đi cùng với các môn đệ người, hướng về thôn xóm. Nếu những tên thô lỗ còn ở đó, Philip hỏi. Không ai có quyền cấm người ta nói trên đường. Judah Anfre trả lời. Không, nhưng chúng ta, đối với họ, chúng ta là những kẻ bị khai trừ. Ôi, hãy để họ làm, đừng lo chuyện đó. Tôi không lo gì khác, ngoài lo làm điều thầy muốn, tránh bạo động, và họ biết điều đó, nên họ có ưu thế. Phêrô lẩm bẩm trong hàm râu. Ông tin chắc là Giê-xu đang nói chuyện với Simon và Iscariot nên không nghe. Nhưng người nghe, người quay lại, nửa nghiêm nghị, nửa tươi cười. Còn tưởng thầy sẽ thắng bằng bạo động sao? Đó là cách hành động tội nghiệp của con người, và chỉ sử dụng được một thời gian cho những chiến thắng của loài người. Cái ưu thế đó kéo dài được bao lâu? Thời gian đủ để chính nó tạo ra, nơi những kẻ họ đàn áp, những phản ứng tích tụ lại, cho thành một bạo động mạnh mẽ hơn, để quật ngã các kẻ được ưu thế xuống đất. Thầy không muốn một vương quốc tạm bợ, thầy muốn một vương quốc muôn đời, vương quốc trên trời. Thầy đã nói điều đó với các con bao nhiêu lần rồi? Thầy sẽ phải nói với các con bao nhiêu lần nữa? Các con có bao giờ hiểu được không? Có, sẽ đến lúc các con hiểu được. Khi nào Chúa, con vội vã muốn hiểu để bớt ngu. Phêrô nói. Khi nào? Khi các con bị nghiền nát như các hạt, giữa các tảng đá của đau đớn và sám hối. Các con có thể, và cả đến các con phải hiểu trước. Để được như vậy, các con phải bẻ gãy nhân tính của các con, để cho thần trí được tự do. Nhưng các con không biết làm cái cố gắng này trên chính mình các con. Nhưng các con sẽ hiểu. Các con sẽ hiểu. Và khi đó, các con sẽ hiểu rằng thầy không thể dùng bạo lực để thiết lập nước trời, nước của thần trí. Nhưng trong khi chờ đợi, đừng lo. Những người làm cho các con lo, họ sẽ chẳng làm gì các con cả. Họ chỉ cần là đuổi được thầy đi. Nhưng báo cho ông trưởng giáo đường đến nhà người quản lý, hoặc bảo ông chờ chúng ta trên lộ lớn, có phải dễ hơn không? Ôi, hôm nay Thomas của thầy không ngoan chừng nào. Nhưng điều đó không dễ. Hay đúng hơn, nó dễ nhưng không chính đáng. Ông ta đã tỏ ra anh hùng đối với thầy. Ông ta đã bị sỉ vả trong nhà ông vì thầy, nên thật chính đáng là thầy đến nhà ông để an ủi ông. Thomas nhún vai và không nói nữa. Đây, đã tới nơi. Một xứ rộng, nhưng là xứ nhà quê, với các căn nhà ở giữa vườn cây. Lúc này trơ trụi, và rất nhiều bãi nhốt cừu. Đây hẳn là nơi thuận lợi cho các đồng cỏ. Vì tôi nghe từ mọi phía, tiếng bê bê của đoàn vật đang lên cao nguyên hay đi xuống. Các đường phố, nhưng thường lệ họp thành ngã tư, nơi là quảng trường của làng với phong ten nước. Đó là nơi có nhà của ông trưởng giáo đường. Một người đàn bà già, trên mặt có dấu nước mắt ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy Chúa, bà có những cử động vui, và bà quỳ phục để chúc phúc cho người. Đứng dậy đi mẹ, thầy đến để chào quý vị.
Con trai mẹ đâu? Nó kia. Và bà chỉ vào một phòng ở cuối nhà. Thầy đến an ủi nó. Con không thể. Vậy là ông ta buồn. Ông ta khổ vì bảo vệ thầy. Lạy Chúa, không, nó e ngại, nhưng thầy sẽ nghe nó. Con đi gọi nó. Không, thầy tới đó. Các con hãy chờ ở đây. Chúng ta đi thưa bà. Giê-xu đi qua mấy mét của tiền đường, đẩy cửa vào trong một phòng và nhẹ nhẹ đến với một người đàn ông đang ngồi cúi nhìn đất, trầm tư trong một suy niệm đau đớn. Bình an cho con Timon. Lạy Chúa, thầy. Thầy, tại sao con buồn vậy? Chúa ơi, con... Người ta bảo con là đã phạm tội. Người ta bảo con bị trục xuất. Con xét mình, con không thấy như vậy. Nhưng họ, đó là những thánh của Israel. Còn con, một trưởng giáo đường tội nghiệp. Chắc chắn họ có lý. Bây giờ, con không dám ngước mắt lên dung nhan thịnh nộ của Thiên Chúa nữa. Và lúc này con đang cần biết bao. Con phục sự người với tình yêu thực sự. Và con tìm cách làm cho người được biết. Bây giờ con bị mất sự lành này. Vì chắc chắn Đại Pháp Đình nguyền rủa con. Nhưng con đau đớn vì cái gì? Không còn được làm trưởng giáo đường nữa, hay không còn có thể nói về Thiên Chúa được nữa? Chính điều thứ hai làm con đau đớn. Con nghĩ rằng thầy muốn hỏi con xem con có bất bình vì không còn được làm trưởng giáo đường, vì lẽ những lợi ích và danh dự của chức vụ. Điều đó thì con không quan tâm. Con chỉ có mình mẹ con, người gốc ở Era. Ở đó bà còn một căn nhà nhỏ. Vậy ở đó có cho bà một mái nhà và những phương tiện để sống. Còn con còn trẻ, con sẽ làm việc. Nhưng con không bao giờ dám nói về Thiên Chúa nữa, vì con đã phạm tội. Con đã phạm tội về cái gì? Họ nói rằng con là đồng lõa của... Ôi Chúa ơi, đừng bảo con nói. Không, thầy sẽ nói cho con. Không, thầy cũng sẽ không nói cho con. Thầy và con, chúng ta biết những buộc tội của họ, và chúng ta biết nó không đúng. Bởi vậy, con không có phạm tội. Chính thầy nói điều đó cho con. Vậy là con còn có thể ngước mắt lên với đấng toàn năng. Con có thể... Cái gì con? Giê-xu rất êm đềm. Khi người cúi xuống trên người đàn ông, thì ông ta bỗng dưng ngừng lại như bị đe dọa. Cái gì? Cha thầy tìm cái nhìn của con. Và thầy muốn con tim của con và tư tưởng của con. Đúng, Đại Pháp Đình sắp đánh con. Thầy mở cánh tay ra cho con và thầy nói với con, hãy tới. Con có muốn làm môn đệ của thầy không? Thầy nhìn thấy nơi con tất cả những gì cần thiết để làm người thợ của vị thầy muôn đời. Hãy tới trong vườn nho của thầy. Nhưng thầy nói thật vậy sao? Mẹ ơi, mẹ có nghe không? Con sung sướng quá mẹ ơi. Con chúc tụng cái đau khổ này, vì nó cho con niềm vui này. Ôi, chúng ta sẽ làm một lễ lớn mẹ ạ. Rồi sau đó con sẽ đi với thầy, và mẹ sẽ trở về nhà mẹ. Con đi ngay lập tức, Chúa của con. Thầy đã hủy bỏ cho con mọi sợ hãi và đau đớn và sự sợ hãi Thiên Chúa. Con sẽ chờ quyết định của Đại Pháp Đình với tâm hồn yên bình và không thù ghét. Hãy ở lại vị trí của con bao lâu họ còn cho con ở. Rồi sau đó con sẽ đến với thầy ở Nazareth hay ở Capernaum. Chào, bình an cho con và cho mẹ con. Thầy không dừng lại trong nhà con? Không, thầy sẽ tới nhà mẹ con.
xứ đó họ ít trung thành. Thầy sẽ dạy nó sự trung thành. Chào mẹ, bây giờ mẹ vui chưa? Giê-xu vuốt ve bà, như người vẫn làm đối với các người đàn bà lớn tuổi, và hầu như người luôn luôn gọi họ là mẹ. Sung sướng lắm rồi Chúa, con đã nuôi một đứa con trai cho Chúa. Chúa đã nhận lấy nó, làm tôi tớ cho đấng Messiah của người. Nguyện chúc tụng Chúa, chúc tụng Thầy, đấng Messiah của người. Chúc tụng cái giờ mà Thầy đã đến. Chúc tụng đứa con của tôi, được gọi để phục vụ Thầy. Phúc cho người mẹ thánh, giống như Anna Equana. Bình an cho các con. Giê-xu ra đi, hai người theo sau. Người đến với các môn đệ, rồi người bắt đầu cuộc trở về Galilee. Chúa Ngài luôn thứ tha, hãy sống luôn bao dung cho nụ cười ngời lên ánh mắt, hãy sống cho tha nhân, cho tình người mãi mãi thắm nồng. Ai mà không có được dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Nếu ai trong anh em hôm nay đây có điều bất hòa, không vui khi đã lỡ làm nên khổ đau, hãy bắt tay nhau đi khi mặt trời còn chưa khuất bóng, sẽ chứng minh anh em ai là người mến Chúa hết lòng. Ai mà không có được dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Thênh thang giữa trời nắng hồng có khác chi đêm đen không trăng sáng và không ánh sao, hãy lãng quên ghen tuông cho hận thù chìm trong dĩ vãng, Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì Ngài xóa hết oán hờn. Không có lỗi ai
được dựng nên từ bụi cho. Ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Chương 106 Trên miền núi xứ Emmaus. Giê-xu đang đi với các người của Ngài tại một vùng núi. Đường xá gập ghềnh khó khăn. Các người già rất mệt mỏi. Trái lại, các người trẻ rất vui vẻ chung quanh Giê-xu và lên dốc cách nhanh nhẹn, nói chuyện với nhau. Hai ông anh họ, hai con ông Giê-bê-đê và Andre rất vui với tư tưởng trở về Galilee, và niềm vui của họ lan cả sang cho Juda Iscariot, người mà từ ít lâu nay ở trong tình trạng tinh thần tốt nhất. Ông chỉ giới hạn ở câu: "Nhưng thưa Thầy, tới lễ vượt qua, khi chúng ta tới đền thờ, Thầy sẽ trở lại Kyrios. Mẹ con luôn luôn hy vọng có Thầy. Bà đã nhắn cho con biết, và cả các người đồng hương của con nữa." "Chắc chắn rồi. Lúc này, dù có muốn, mùa đông cũng quá gay go để đi trên những con đường khó khăn. Con thấy mệt mỏi chừng nào, ngay cả ở đây. Và nếu người ta không áp đặt, thì Thầy không thể di chuyển vào lúc này. Nhưng chúng ta không thể ở lại." Giê-xu nín lặng, trầm tư. "Và rồi, con muốn nói là lễ vượt qua, ta có thể tới không? Con muốn chỉ hang đá của Thầy cho Giacôbê và Andrê." Gioan nói: "Anh quên tình yêu của Bethlehem đối với chúng ta rồi." Iscariot hỏi: "Nhất là đối với Thầy." "Không, tôi sẽ đi với Giacôbê và Andrê. Giê-xu có thể ở lại Giu-ta hay trong nhà anh." "Ôi, tôi thích vậy đó. Thầy sẽ làm vậy không Thầy? Họ đi Bethlehem, Thầy ở lại với con ở Kyrios. Quả vậy, Thầy chưa bao giờ ở một mình với con, và con ước ao biết bao được có Thầy cho một mình con." "Con ghen sao? Con không biết rằng Thầy yêu tất cả các con theo cùng một cách. Con không tin rằng Thầy ở với tất cả các con, ngay cả khi các con thấy như Thầy ở xa các con." "Con biết rằng Thầy yêu chúng con. Nếu Thầy không yêu chúng con, thì chắc chắn Thầy sẽ khắt khe hơn nhiều, ít là đối với con. Con tin rằng Thần chỉ Thầy luôn luôn canh chừng trên chúng con. Nhưng chúng con không phải chỉ là thần trí, cũng có cả con người, với các tình yêu loại người của nó, các ước ao, các luyến tiếc của nó. Giê-xu của con biết rằng con không phải là người làm cho Thầy sung sướng nhất, nhưng con tin rằng Thầy biết nó xung động chừng nào trong con. Sự ước ao làm vui lòng Thầy, và sự hối tiếc của con về tất cả những giờ con mất Thầy vì sự khốn nạn của con." "Không, Giu-đa, Thầy không mất. Thầy theo sát con hơn là những người khác một cách chi tiết, là vì Thầy biết con là ai." "Con là ai, Chúa con? Hãy nói đi, hãy giúp con hiểu cái con là. Con không hiểu con. Con thấy con giống như người đàn bà băn khoăn
bởi sự ước ao thụ thai. Con có những ước ao thắng và những ước ao khác đổi bạc. Tại sao? Con là cái gì? Giê-xu nhìn ông bằng cái nhìn không thể giải thích được. Nó buồn, nhưng là nỗi buồn pha lẫn thương xót. Thương xót chừng nào, giống như một thầy thuốc biết rõ tình trạng của một bệnh nhân và biết đó là bệnh nhân không thể khỏi. Nhưng người không nói. Nói đi, thầy của con. Sự xét xử của thầy sẽ luôn luôn ít khắc khe hơn tất cả mọi người đối với Giu-đa tội nghiệp. Rồi nữa, chúng con là anh em. Con thấy không quan trọng nếu họ biết con là gì. Nhưng nếu họ biết được bởi thầy, họ sẽ sửa đổi sự xét đoán của họ và giúp con, phải không? Những người khác ngược, không biết nói sao. Họ nhìn bạn họ, họ nhìn Giê-xu. Giê-xu kéo Iscariot lại gần người, thay vào chỗ của anh họ Giacôbê trước, và người nói: Con chỉ có một điều là hỗn độn. Trong con có tất cả những yếu tố tốt nhất, nhưng nó không ở đúng vị trí, và chỉ một cơn gió rất nhẹ cũng làm cho nó tan rã. Chúng ta vừa đi qua cái đèo mà người ta đã chỉ cho chúng ta, những thiệt hại gây ra cho các nhà nghèo của xứ nhỏ này bởi nước, bởi đất và cây cối. Nước, đất và cây cối là những thứ hữu ích và được chúc phúc, có đúng vậy không? Nhưng nó đã trở nên những thứ vô phúc. Tại sao? Tại vì nước của thác không có một đường được điều chỉnh để chảy. Rồi bởi sự thờ ơ của con người, nó đã đào thành nhiều đường để chảy theo tính thất thường của nó. Nó thật đẹp khi không có bão tố. Nó giống như công việc của người thợ kim hoàn. Nước trong này chảy trên núi thành nhiều lạch nhỏ, được trang điểm bằng kim cương hay các dây chuyền bằng bích ngọc, tùy theo nó phản chiếu ánh sáng hay bóng tối của các bụi cây. Và người ta thưởng thức nó vì các dòng nước rì rào này hữu ích cho các thửa ruộng nhỏ của họ. Và đẹp chừng nào các cây cối mọc theo tính thất thường của gió thành từng khóm ở đó đây, và để chừa ra các khoảng rừng thưa đầy nắng. Và nó cũng đẹp. Lớp đất nhẹ, thầy không biết nó được đặt vào đây như đất bồi từ hồi xa xưa nào, giữa những dợn sóng của nhiều ngọn đồi, rất màu mỡ để canh tác. Nhưng chỉ cần một trận bão như mới xảy ra một tháng nay là các con suối thất thường và lộn xộn tràn bờ, họp lại, tạo ra những dòng nước khác, cuốn theo các cây cối mọc lộn xộn, những đống đất và quăng xuống dưới thấp. Nếu người ta đã điều chỉnh điều hòa các dòng nước, nếu các cây mọc thành từng khóm đều đặn, nếu người ta đã giữ đất bằng cách đắp những mô thật vững, thì ba yếu tố tốt, nước, đất, cây sẽ không trở nên sự phá hoại và chết cho cái xứ nhỏ bé này. Còn có sự thông minh, táo bạo, học vấn, nhanh nhẹn và vẻ oai vệ. Còn có biết bao và biết bao điều lợi. Nhưng tất cả đều hỗn độn như rừng hoang ở trong con, và con để yên chúng trong tình trạng đó. Con thấy con cần phải làm việc nhẫn nhục và kiên trì với chính con, để đặt cố định tất cả vào trật tự. Rồi trật tự này sẽ trở nên sức mạnh giữa những phẩm tính của con. Thì khi bão tố của cám dỗ tới, các yếu tố tốt trong con không trở thành điều thiệt hại cho con và những người khác. Thầy có lý. Mỗi lúc con bị gió lật là tất cả đều đảo lộn.
và thầy nói con có thể. Ý muốn là tất cả, Yuda. Nhưng có những cám dỗ cắn quá mạnh. Người ta lẩn trốn, lánh mặt vì sợ thế giới đọc được nó ở trên mặt. Đó là sai lầm. Chính lúc đó là lúc không nên lánh mặt, nhưng phải tìm các bạn tốt để được giúp đỡ. Nguyên việc tiếp xúc với sự bình an của người tốt cũng làm hạ cơn sốt. Và cũng phải tìm các bạn hay chỉ trích, vì nguyên nhân là sự kiêu ngạo đã thúc đẩy ta lánh mặt, để người khác không đọc được bí mật của tâm hồn bị cám dỗ của ta. Sự chỉ trích làm cho ta phản ứng, chống lại những yếu đuối tinh thần, và ta không bị sa ngã. Thầy đã vào trong sa mạc. Bởi vì thầy có thể làm như vậy. Nhưng khốn cho kẻ đơn độc, nếu trong sự đơn độc của nó không là tập thể để chống lại tập thể. Thế nào? Con không hiểu. Tập thể các nhân đức chống lại tập thể các cám dỗ. Khi có ít nhân đức quá, thì người ta phải làm như cây bìm biệt lỏng trỏng, bám vào các cây lớn để leo lên. Cảm ơn thầy, con sẽ bám vào thầy và vào các bạn. Nhưng tất cả hãy giúp tôi, tất cả các bạn đều tốt hơn tôi. Tốt hơn là nhờ cái nơi thanh bạch và ngay thật mà chúng tôi đã lớn lên đó bạn ơi. Nhưng bây giờ anh ở với chúng tôi, và chúng tôi yêu anh. Anh sẽ thấy. Không phải là chỉ trích Jude, nhưng hãy tin là ở Galilee, ít là ở xứ chúng tôi, ít giàu hơn và ít đồi bại hơn. Tiberias, Magdala và những nơi khác, người ta chơi bời ở gần ngay xứ chúng tôi. Nhưng chúng tôi sống với linh hồn của chúng tôi, đơn sơ, thô kệch. Nếu anh muốn, nhưng cần mẫn, thỏa mãn một cách thánh thiện với những gì Thiên Chúa ban cho chúng tôi. Jacobe Anfe nói, nhưng anh biết không Jacobe, má của Juda là một người đàn bà thánh. Người ta thấy lòng tốt vẻ trên nét mặt bà. Gioan nhận xét, Juda Iscariot mỉm cười với ông, sung sướng vì lời khen, và nụ cười của ông nở ra khi Giê-xu nói thêm. Còn nói đúng Gioan, đó là một tạo vật thánh. Đúng, nhưng giấc mơ của ba tôi là làm cho tôi thành một vĩ nhân của thế giới, nên ông đã chia lìa tôi khỏi mẹ tôi quá sớm và quá sâu xa. Nhưng các anh nói gì mà nói không ngừng vậy? Phê-rô hỏi từ đằng xa. Đứng lại chờ chúng tôi với. Thật không tử tế chút nào. Khi đi như vậy mà không nghĩ tới tôi, là người có cặp giò ngắn. Họ đứng lại chờ cho tới khi nhóm kia tới nơi. Ôi, tao yêu mày chừng nào. Hỡi cái thuyền nhỏ của tao. Ở đây người ta khổ như nô lệ. Các anh nói chuyện gì vậy? Chúng ta nói về những đức tính để thành người tốt. Giê-xu trả lời. Vậy, thầy không nói những đức tính đó với con sao thầy? Có chứ. Thứ tự, nhẫn nại, kiên trì, khiêm nhường, bác ái. Thầy đã nói những thứ đó nhiều lần rồi. Nhưng, thứ tự, không, nó để làm gì? Sự hỗn độn không bao giờ là một tính tốt. Thầy đã giải thích cho các bạn con, họ sẽ nói lại cho con. Và thầy đã đặt nó lên đầu, trong khi thầy đặt đức bác ái để kết thúc. Vì đó là hai đầu mút của một đường thẳng hoàn toàn. Con biết một đường thẳng, vẽ trên một vạch phẳng, không có khởi đầu, cũng không có tận cùng. Và hai cực điểm có thể đổi chỗ cho nhau. Trong khi một đường xoắn ốc hay một đường vẽ bất kỳ nào đó, nếu nó không khép kín, nó luôn luôn có một điểm khởi đầu và một điểm kết thúc. Sự thánh thiện, đơn sơ
hoàn toàn và chỉ có hai cực điểm, giống như một đường thẳng. Quá dễ để làm một đường thẳng. Con tin vậy. Con làm trong một bức họa, dù là phức tạp, những khuyết điểm nhỏ có thể bỏ qua mà người ta không nhận thấy. Nhưng trong một đường thẳng, người ta thấy ngay chỗ sai, hoặc vì nó nghiêng hay nó không đều. Khi Yuse dạy nghề cho thầy, ông nhấn mạnh rất nhiều để những cái bàn phải rất phẳng, với lý do mà ông bảo thầy. Con thấy không, một sự hơi bất toàn ở chỗ trang hoàng, hay ở các chỗ làm trong máy tiệm, ta còn có thể bỏ qua, vì với một con mắt không quen nghề, khi họ quan sát một điểm, họ không thấy các điểm khác. Nhưng nếu một tấm ván không bảo thẳng, dù là dùng cho một vật đơn giản, nhưng cái bàn của nông dân, nó cũng là công việc thiếu sót, hoặc nó siêu vẹo, hoặc nó khập kẽn, nó chỉ có tốt cho lửa. Ta cũng có thể nói như vậy về các linh hồn, để không còn dùng vào những việc nào khác nữa, ngoài lửa hỏa ngục, tức là để chinh phục nước trời, phải hoàn toàn như tấm ván bào láng và thẳng như cần thiết. Kẻ bắt đầu công việc thiêng liêng của nó trong sự hỗn độn, như bắt đầu bằng những việc vô ích, nhảy từ việc nọ qua việc kia, như con chim lo lắng. Lúc họ muốn lắp ráp các phần khác nhau của công việc, thì họ không đi tới đâu cả. Không thể lắp ráp, bởi vậy không có thứ tự, bởi vậy không có bác ái. Rồi bằng cách giữ chặt hai đầu mút này, giữa hai cái ê tô, nó sẽ không nhúc nhích nữa. Ta có thể làm các việc còn lại, hoặc là trang trí, hoặc là điêu khắc. Con hiểu không? Con hiểu. Trong yên lặng, Phêrô thấu triệt bài học. Bỗng dưng ông kết luận. Vậy là chú em con tốt hơn con. Chú ấy rất thứ tự. Từng bước một, lặng lẽ, bình tĩnh. Tựa như chú ấy không làm gì, nhưng trái lại. Con thì con muốn làm cho lẹ, và làm nhiều thứ, mà thành ra con chẳng làm được gì. Ai sẽ giúp con đây? Sự ước ao tốt của con. Đừng sợ, Phêrô. Con cũng làm, con tự luyện. Còn con? Con cũng vậy, Philip. Con thấy như con tuyệt đối không được việc gì cả. Không, Thomas, con cũng tự luyện. Tất cả các con đều tự luyện. Các con là những cây hoang, nhưng được ghép, các con sẽ thay đổi từ từ và chắc chắn, và thầy được vui trong các con. Đó, chúng con buồn, và thầy an ủi chúng con. Yếu đuối thì thầy củng cố, sợ hãi thì thầy cho can đảm, cho tất cả và trong mọi trường hợp. Thầy có ngay lời khuyên và sự khích lệ. Thầy ơi, thầy làm cách nào mà luôn luôn rất lẹ, rất tốt như vậy? Các bà ơi, chính vì vậy nên thầy đã đến. Thầy đã biết trước điều thầy sẽ gặp thấy và điều thầy sẽ phải làm. Khi người ta không có ảo tưởng, thì người ta không thất vọng, không bị hụt hơi. Người ta tiến lên phía trước. Các con hãy nhớ lấy, vì rồi các con cũng phải làm việc để biến các người, động vật, thành người siêu nhiên. Chương 107. Trong nhà của ông Cleopha, trưởng giáo đường. Gioan và anh ông gõ vào cửa của một căn nhà trong xứ. Tôi nhận ra
Đây là căn nhà mà hai môn đệ đi Emmaus đã vào, cùng với Giê-xu phục sinh. Khi người ta mở cho họ, họ nói với một người mà tôi không nhìn thấy. Rồi họ ra đường và đến với Giê-xu đang đứng với các người khác tại một nơi hơi xa. Thưa Thầy, ông ta ở nhà và ông ta rất sung sướng là Thầy đến. Ông bảo chúng con đi nói với người là nhà tôi sẵn sàng cho người. Bây giờ tôi cũng tới. Vậy chúng ta đi. Họ đi một lúc thì gặp ông già trưởng giáo đường Cleopha. Ta đã thấy ở nước đẹp. Bên nọ và bên kia đều cúi mình. Nhưng rồi ông già tốt trông giống như một vị tổ phụ quỳ gối chào trong sự thờ phượng. Các dân thành nhìn thấy, tò mò lại gần. Ông già đứng dậy và nói: Đây là đấng Messia đã được hứa. Ôi, hỡi dân thành Emmaus, hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Một số người nhìn với vẻ tò mò hoàn toàn loài người. Một số khác đã có sự kính trọng mộ đạo. Có hai người rẽ đường tới và nói: Chào Thầy, Rabbi, hôm ấy chúng con cũng ở đó. Bình an cho các con và cho tất cả. Thầy đến như lời ông trưởng giáo đường của các con xin Thầy. Thầy cũng sẽ làm các phép lạ ở đây chứ? Nếu có những người con Thiên Chúa tin và cần phép lạ, thì chắc chắn Thầy sẽ làm. Ông trưởng giáo đường nói: Ai muốn nghe Thầy thì hãy đến giáo đường và cả những người có bệnh. Con có thể nói vậy không Thầy? Ông có thể nói. Sau giờ ngọ, Thầy sẽ hoàn toàn thuộc về các con. Bây giờ, Thầy thuộc về ông Cleopha tốt lành. Rồi với một đoàn người theo sau, người tiếp tục đi bên cạnh ông già, cho tới nhà ông. Thưa Thầy, đây là con trai con, vợ con dâu con và các cháu nội. Con rất tiếc là đứa con trai kia của con, thằng Cleopha, nó đang ở Jerusalem với bố vợ nó, cùng với một người tội nghiệp khác, quê ở đây. Nhưng con sẽ nói sau. Xin mời Chúa vào cùng với các môn đệ của Chúa. Họ vào và bồi dưỡng theo tục của sứ. Rồi họ tới gần ngọn lửa đang cháy trong cái ống khói lớn, vì hôm nay trời ẩm ướt và lạnh. Lát nữa chúng ta sẽ ngồi vào bàn. Con đã mời các kỳ hào trong sứ. Hôm nay là đại lễ. Không phải tất cả họ đều tin vào Thầy, nhưng họ cũng không có cảm tưởng thù hằn. Họ chỉ tìm hiểu. Họ muốn tin. Nhưng trong các thời gian vừa qua, chúng con đã bị lừa biết bao lần về vấn đề đấng Messia. Có sự nghi ngờ, chỉ cần một lời của đền thờ là lấy đi mọi nghi ngờ. Nhưng đền thờ, con nghĩ rằng khi gặp Thầy và nghe Thầy, như vậy, một cách đơn sơ, người ta biết được nhiều điều trong chiều hướng đó. Con muốn cho Thầy những người bạn thực sự. Ông là một trong những người đó. Con là một ông già tội nghiệp. Nếu con còn trẻ, con sẽ đi theo Thầy. Nhưng tuổi tác đã làm con thành nặng nề. Ông đã phục vụ Thầy trong khi tin. Ông rao giảng Thầy bằng đức tin của ông. Hãy an lòng Cleopha, Thầy sẽ không quên ông trong giờ cứu chuộc. Kìa, Simon, với Hermas, họ sắp vào tới nơi. Con trai của ông trưởng giáo đường tuyên bố. Mọi người đều đứng dậy trong khi hai người đứng tuổi, dáng điệu lãnh chúa bước vào. Thưa Thầy, ông này là Simon, và ông kia là Hermas. Đây là những người Israel thật sự, chân thành trong đáy lòng. Thiên Chúa sẽ tỏ mình ra cho linh hồn họ. Trong khi chờ đợi, xin bình an xuống trên họ. Không có bình an, người ta không thể nghe lời Thiên Chúa. Điều đó cũng có nói trong sách các vua, khi nói về Elia. Những người này có phải là môn đệ của Thầy không? Người có tên là Simon hỏi. Phải.
có mọi lứa tuổi và thuộc mọi miền. Con thấy, thầy người Galilee, người Nazareth. Nhưng tôi sinh ở Bethlehem, vào thời kỳ kiểm tra dân số. Vậy là dân Bethlehem, đó là điều cắt nét của thầy xác nhận. Đó là sự xác nhận tốt cho sự yếu đuối của loài người. Nhưng sự xác nhận là từ một mệnh lệnh bên trên loài người. Trong các việc của thầy, thầy muốn nói, Hermes nói, trong đó và trong các lời mà Thánh Linh nhóm lên trên môi tôi. Các thính giả của thầy cũng có nhắc lại cho tôi, sự khôn ngoan của thầy thật lớn. Có phải trên đó là cái thầy muốn đặt nền móng cho nước của thầy không? Một ông vua thì phải có những bầy tôi hiểu biết lề luật của nước ông. Nhưng luật của thầy hoàn toàn là siêu nhiên. Ông nói đúng, Hermas, hoàn toàn siêu nhiên. Tôi sẽ có một nước thiêng liêng. Vậy tôi có những luật thiêng liêng. Vậy là việc tái lập nước Israel. Đừng rơi vào sự sai lầm thông thường bằng cách dùng tên Israel với ý nghĩa loài người của nó. Người ta nói Israel để chỉ dân Thiên Chúa. Tôi sẽ tái lập sự tự do thật sự bằng sức mạnh thật sự của dân Thiên Chúa này. Và tôi sẽ tái lập nó bằng cách đem các linh hồn lên nước trời đã được cứu chuộc, và sẽ chiếm hữu được sự khôn ngoan của các chân lý đời đời về nó. Xin ngồi vào bàn, Cleopha nói, và ông ngồi vào chỗ ở giữa với Giê-xu. Bên phải Giê-xu là Hamas, và ở bên cạnh Cleopha là Simon, rồi con trai ông trưởng giáo đường, và các chỗ khác là các môn đệ. Giê-xu theo lời xin của chủ nhà dâng hiến và chúc phúc. Bữa ăn bắt đầu. Thầy tới trong miền ấy, Hermas hỏi. Không, tôi đi Galilee. Tôi ghé đây khi đi qua. Thế nào? Thầy bỏ nước đẹp? Ừ, Cleopha. Người ta kéo tới đó từng đoàn lữ, dù là mùa đông. Sao thầy lại làm họ thất vọng? Không phải thầy, mà là các vị Israel chính tông đã quyết định như vậy. Cái gì? Tại sao? Thầy đã làm điều gì xấu? Palestine có rất nhiều rabbi. Họ nói ở nơi nào họ muốn. Tại sao điều đó lại không cho phép thầy? Đừng tìm hiểu, Cleopha. Ông già rồi và khôn ngoan. Đừng đặt vào tim ông chất độc của sự hiểu biết cay đắng này. Nhưng có lẽ thầy đã nói những giáo lý mới bị coi là nguy hiểm. Ôi, chắc chắn là bởi sự đánh giá sai lầm của các luật sĩ và pha-ri-siêu. Tất cả những điều chúng con biết về thầy, chúng con thấy không có vẻ. Đúng không, Simon? Nhưng có lẽ chúng con không biết hết giáo lý của thầy cốt tại điều gì? Hermas hỏi. Trong sự hiểu biết chính xác thập giới, trong tình yêu và tình thương, cái hơi thở này, dòng máu Thiên Chúa này, là kỷ cương của giáo lý của tôi và cách sống của tôi, và tôi áp dụng nó vào trong mọi hoàn cảnh của ngày giờ. Nhưng đó không phải là một lỗi, đó là lòng nhân từ. Các luật sĩ và các pha-ri-siêu xét đó là tội. Nhưng tôi không thể nói dối với sứ mệnh của tôi, và cũng không thể lỗi vâng lời đối với Thiên Chúa, Đấng đã sai tôi xuống trên trái đất như tình thương. Thời gian thương xót hoàn toàn đã tới sau bao thế kỷ, là thời gian công bằng. Chúng là chị em, như được sinh ra bởi cùng một dạ. Nhưng trước tiên thì công bằng mạnh hơn, và tình thương chỉ làm dịu bớt sự nghiêm khắc, vì Thiên Chúa không thể cầm hãm yêu thương. Bây giờ tình thương là bà hoàng, và sự công bằng vui mừng biết bao, vì nó khổ khi phải phạt. Nếu quý vị nhìn kỹ vào đó, quý vị sẽ thấy là cả hai vẫn hiện diện,
kể từ lúc con người ép buộc Thiên Chúa nghiêm khắc. Sự tồn tại của nhân loại là bằng chứng điều tôi vừa nói. Tình thương pha lẫn vào trong hình phạt, ngay cả với Adam. Ông đã có thể bị biến thành tro bởi tội của ông. Người đã cho họ sự đền tội. Trước mắt người đàn bà, nguyên nhân của mọi điều dữ. Người đã làm sáng chói dung nhan của một người đàn bà, nguyên nhân của mọi điều lành. Người đã chấp thuận cho cả hai có con cái và những hiểu biết cần thiết cho đời sống. Đối với Cain sát nhân, đồng thời với hình phạt của công bằng, người đã ban một dấu hiệu của tình thương để người ta không giết ông. Người đã ban Noe để duy trì loài người trong tàu, và từ đó người đã hứa một khế ước hòa bình vĩnh viễn, không còn đại hồng thủy tiêu diệt. Sự công bằng đã bị ảnh hưởng của tình thương. Quý vị có muốn cùng với thầy đi ngược lại lịch sử thánh cho tới khi thầy tới không? Quý vị sẽ thấy các làn sóng tình yêu luôn luôn giải tỏa và giải tỏa ra càng ngày càng rộng. Và ôi nhân loại, nó nâng ngươi lên trên làn nước êm dịu và an bình của nó. Nó nâng ngươi lên tới trời đẹp đẽ trong sáng, và nó nói: ta trả ngươi cho cha ta. Ba người say sưa trong sự ngạc nhiên về một ánh sáng như vậy của tình yêu. Rồi Cleopa thở dài: như vậy đó, nhưng chỉ có mình thầy là như vậy. Giuse sẽ ra sao đây? Đáng lẽ ông đã được người ta nghe. Ông ta có sẽ được nghe không? Không ai trả lời gì cả. Cleopa quay về Giêsu. Thưa thầy, có một người ở Emmaus, ba của ông ngày xưa đã rẫy vợ. Bà này đi về Antioche, sống với một người anh là chủ một cửa tiệm. Ông này, người Emmaus, đã rơi vào một lỗi trầm trọng. Ông không bao giờ biết người đàn bà này là người bị đuổi ngay sau đám cưới vài tháng, và con không tìm hiểu lý do. Ông không hề biết gì về bà, vì đương nhiên là tên bà đã bị xóa bỏ trong nhà này. Đến tuổi trưởng thành và được hưởng của bá ông việc thương mại và các của cải, ông nghĩ tới việc lập gia đình. Ông quen ở Joppe một người đàn bà là chủ một cửa tiệm lớn, và ông cưới bà ta làm vợ. Rồi, con không biết làm sao người ta biết, và người ta đã làm cách nào để biết rằng người đàn bà này là con gái của người vợ bị rẫy của bá ông. Vậy, đó là tội nặng, dù là theo ý kiến của con. Quan hệ cha con của người đàn bà này không có gì là chắc chắn cả. Giuse bị kết án, bị mất đồng thời sự bình an của người tín hữu và của người chồng. Mặc dù ông đau buồn, ông cũng rẫy vợ ông vì bị coi như em gái ông. Bà này vì đau khổ quá, đã lên cơn sốt và chết. Mặc dù vậy, người ta cũng không tha cho ông. Con nói theo lương tâm rằng, nếu không có những kẻ thù chung quan gia tài của ông, thì ông không bị phạt như vậy. Còn thầy, thầy làm sao? Đây là trường hợp trầm trọng, Cleopa. Ông đã đến với thầy, tại sao ông không nói với thầy? Tôi không muốn thầy bỏ đây để đi nơi khác. Ôi, nhưng những điều thuộc loại này không đuổi thầy. Bây giờ hãy nghe đây, một cách vật chất thì đó là loạn luân và bởi vậy bị phạt. Nhưng một tội, để là một tội theo tinh thần, thì phải dựa theo ý muốn phạm tội. Người này có ý thức là mình phạm tội loạn luân không? Ông nói là không, vậy tội ở đâu? Thầy muốn nói là tội, vì đã muốn phạm tội. Vậy chỉ còn vấn đề là ông đã sống chung với một người con gái của chính cha ông. Nhưng ông đã nói là liên hệ cha con này không chắc chắn.
và ngay cả nếu nó được chứng minh là chắc chắn, thì tội cũng sẽ hết khi chấm dứt đời sống chung. Ở đây, sự chấm dứt là chắc chắn, không phải chỉ bởi sự ly dị, mà còn bởi sự kiện là cái chết đã đến. Vậy thầy nói rằng, người ta phải tha cho người này, dù có vẻ như có tội. Thầy nói, bởi vì không có sự tuần phạt cho kẻ loạn luân hoàng gia, mà tội mọi người đều biết và thấy, người ta phải thương cho trường hợp đau đớn này. Mà nguyên nhân của nó trở lại với phép ban bởi Môsê cho rẫy vợ để tránh số tội nhiều, nếu không là cả trầm trọng nữa. Cái phép này thầy kết án nó vì người đàn ông dù đã kết hôn tốt hay xấu, họ phải sống với vợ họ và không được rẫy bà, điều làm thuận lợi cho việc gian dâm và những hoàn cảnh giống như trường hợp này. Ngoài ra, thầy nhắc lại về sự khắt khe phải thi hành nó một cách đồng đều với mọi người, nhất là với chính mình và những người lớn quyền. Bây giờ, như thầy biết, không ai, mặc trừ ông Tể Giả, lên tiếng chống đối tội của nhà vua. Những kẻ kết án, họ có tránh được những tội như vậy và cả những tội lớn hơn không? Hay là tên của họ và quyền bính của họ được dùng để che giấu nó, giống như chiếc áo khoác sang trọng che cho cơ thể mà phóng đãng thường làm cho bệnh hoạn của họ? Thầy nói đúng, thực là như vậy. Nhưng thầy, tóm lại, thầy là ai? Hai người bạn của ông trường giáo đường cùng hỏi. Giê-xu chưa thể trả lời thì người ta mở cửa và bố vợ của Cleopa con bước vào. Thế rồi, thế nào? Sự tò mò mạnh tới nỗi không ai nghĩ tới ông thầy nữa. Rồi, kết án tuyệt đối, cả đến họ không chấp nhận cho dâng lễ hy sinh. Giuse bị tách rời khỏi Israel. Ông ta đâu? Ở ngoài kia, và ông khóc. Tôi đã đi tìm cách nói với những người mạnh nhất, nhưng họ đuổi tôi như đuổi người cùi. Bây giờ, nhưng đó là sự sụp đổ cho người này, của cải và linh hồn. Quý vị muốn ông ta làm gì? Giê-xu đứng dậy và đi ra cửa, không nói một lời. Ông già Cleopa tưởng là người bị xúc phạm vì sự thờ ơ của ông nên nói vội. Ôi, xin lỗi thật. Nhưng sự đau đớn của biến cố làm con rối trí. Ở lại đi, con xin thầy. Cleopa, thầy ở lại. Thầy chỉ đi tìm kẻ khốn khổ. Hãy đi với thầy nếu các con muốn. Và Giê-xu ra ngoài tìm đường. Đằng trước nhà có một khoảng đất, rồi tới mấy luống đất nữa. Bên ngoài đó là đường phố. Tại ngưỡng cửa, một người đàn ông ngồi dưới đất. Giê-xu lại gần ông và đưa tay ra cho ông. Đằng sau người là tất cả những người khác tìm cách để coi. Giê-xu, không ai tha cho con sao? Giê-xu nói với sự êm đềm vô tận. Người đàn ông giật nảy khi nghe một giọng nói lạ, đầy nhân từ. Sau bao giọng nói kết án, ông ngẩng mặt lên và nhìn người cách ngạc nhiên. Giuse, không ai tha cho con sao? Giê-xu lặp lại và người cúi xuống, cầm hai bàn tay của người đàn ông và cố gắng nâng ông đứng dậy. Ông là ai? Kẻ thất sủng hỏi. Ta là tình thương và sự bình an. Đối với tôi, không còn tình thương, cũng không còn bình an. Trong lòng Thiên Chúa luôn luôn có. Tấm lòng này đầy tràn những thứ này, đặc biệt là cho các kẻ khổ sở. Nhưng tội tôi nặng tới nỗi tôi bị xa cách với Thiên Chúa. Ông chắc chắn là người tốt. Hãy tránh ra xa tôi để khỏi bị nhiễm uế. Ta không buông con.
ta muốn dẫn con về với bình an. Nhưng tôi bị... Ông là ai? Ta đã nói rồi, tình thương và bình an. Ta là vị cứu tinh, ta là Giê-xu. Con đứng dậy đi. Ta có thể làm điều gì ta muốn. Nhưng danh Thiên Chúa, ta xá giải cho con sự ô uế ngoài ý muốn. Những điều xấu khác là không có. Ta là con chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Chính ta là đấng Thiên Chúa trao mọi quyền xét xử. Ai tin vào lời ta sẽ có sự sống đời đời. Hãy đến, hỡi đứa con tội nghiệp của Israel. Hãy bồi dưỡng cơ thể kiệt quệ của con và củng cố tâm hồn bị quật ngã của con. Ta sẽ tha thứ rất nhiều tội khác. Không, sẽ không có sự thất vọng nào trong tâm hồn bởi ta mà ra. Ta là con chiên không tì vết, nhưng ta không vì sợ bị nhiễm uế mà trốn các con chiên bị thương. Trái lại, ta tìm nó và dẫn nó đi với ta. Quá rất nhiều người bị lôi kéo vào sự hư mất hoàn toàn bởi một sự kết án khắt khe, vả nữa lại bất công. Khốn cho những kẻ bởi sự khắc nghiệt khăng khăng mà dẫn một linh hồn tới sự thất vọng. Họ không phục vụ lợi ích của Thiên Chúa mà là lợi ích của Satan. Lúc này, ta thấy một nữ tội nhân đang ước ao cứu chuộc một cách lo âu mà phải xa lìa đến cứu chuộc. Ta thấy một ông trưởng giáo đường bị bắt hại vì sự công chính của ông. Ta thấy người ta đánh một người bị rơi vào một lỗi vì vô ý thức. Ta thấy quá nhiều điều xảy đến từ một nơi có sự trụy lạc và dối trá, giống như một bức tường dựng nên, viên gạch nọ sau viên gạch kia tạo nên sự chia cắt. Các điều mà ta đã nhìn thấy cũng vậy, và ta đã nhìn thấy quá nhiều trong một năm nay. Chúng đang dựng lên giữa ta và họ một bức tường khắc nghiệt. Khốn cho họ khi bức tường đã hoàn toàn cao với những vật liệu do chính họ cung cấp. Đây, hãy uống, hãy ăn. Con đã bị kiệt lực. Rồi ngày mai con sẽ đến với thầy. Đừng sợ. Khi tâm hồn con đã trở lại yên tĩnh và bình an, con sẽ tự do để lựa chọn tương lai của con. Lúc này, con không thể và sẽ nguy hiểm nếu để cho con lại. Giê-xu đã dẫn người đó vào phòng, bó buộc ông ngồi vào chỗ của người và phục vụ ông. Rồi người quay lại với Hermes và Simon và nói: đó là giáo lý của thầy, như vậy chứ không có gì khác. Và thầy không giới hạn ở việc giảng dạy, nhưng thầy thi hành. Ai khác chân lý và tình yêu, hãy đến với thầy. Giê-xu nói: năm thứ nhất, đời rao giảng tin mừng kết thúc với việc này. Con hãy ghi chú lấy nó. Các con nói gì nữa? Cha đã cho bài tường thuật này vì ước muốn của cha là nó được biết. Nhưng công việc này xảy ra cũng giống như với các Pha-ri-siêu, ước mong được yêu của cha. Biết tức là yêu, bị xua đuổi bởi quá nhiều thứ. Đó là sự đau đớn lớn lao cho cha. Vị thầy đời đời bị nhốt tù bởi các con. Cho con là nên hồng cháy thắp sáng giữa chân đời, cho con là muối chân gian ướp mặn đời u tối.
cho con là men cuộc đời, làm chứng nhân tình yêu, cho con là tình thương mến xoa dịu đời thương đau. Xin cho con là tình yêu người ấm bao cuộc đời, con mang theo ngàn niềm tin đem Chúa cho trần gian. Xin cho con là ánh sáng giữa đời bao tối, trong tim con là Giêsu để hiến cho nhân trần. Đêm trường của trần gian, xin thắp lên tình Ngài trong con người lắm buồn đau, xin một lần sánh bước trong tim đời những bạc tình, làm sáng lên tình thương. Tin yêu là hành trang mới trong tâm tình say đi. Xin cho con là tình yêu sưởi ấm bao cuộc đời, con mang theo ngàn niềm tin đem Chúa cho trần gian. Xin cho con là ánh sáng giữa đời bao tối, trong tim con là Giêsu để hiến cho nhân trần. Cho con một trái tim mới, biết thứ tha cho người, cho con là những vòng tay đón nhận người có thế, cho con là những nụ cười sưởi ấm bao buồn đau, cho con là niềm tin mới hiến trao đời ai. Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹ Maria 2000@yahoo.com.
hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.